nhắc đi cho anh Tú, tí về anh Tú lấy. Con uống không mẹ bắt con? Con uống không? Các gì tí anh uống cho về cho anh Tú. Trường anh Tú hôm nay làm cái gì mà mắt dạp mắt đồ đau phết. Để con uống nhá. Thì cái nào cũng nhoi. Cái này là của gấu nhá. Đây của Titi đây này. Đây, cầm lấy sữa, mẹ bóc cho nào. Ti à. Đâu rồi, Ti, đi lại đây. Đi lại mẹ lấy cho con. À đây con bóc ra cho em uống đi. Con bóc cái này nè. Quay lại đây, đấy. Xong lại thẻ giấu hết đằng sau này. Mẹ lấy ra. Rồi. Cắm vô cho em hút. Từ tí, để yên chị lấy cho. Đây đây đây. Úi, đổ hết rồi. Rồi, nào để em mẹ lấy cái khăn một lòng nhá. Này, đó. Thì cầm lên. Này con cầm lên đi em. Ê, đổ hết rồi con ơi. Ê, đừng, đừng bóp. Để em mẹ lau cho em thì bạn nào. Con uống đi, con lấy sữa con uống đi. Này, mẹ bóp cái này cho con uống nhá. Con chọc con uống đi. Xác mà, để mình đi vứt xác. Con cầm cái này. Ui. Đồ uống không mẹ lấy cho. Ngồi bóc cái đấy làm gì. Ngồi đây chị lấy cho uống. À, thưa thưa để tí nữa nhá. Đi giờ giờ con lấy con uống đi. Giờ con lấy sữa con uống nhá. Đây, đây. Mẹ cặp cái này cho con uống nhá. Mẹ cặp cái này cho con uống nhá. Cay á. Có cay không? Cay nhỉ. Đây. Cho con uống cái này. Này mọi mía. Đấy, ngon không? Ngon nhỉ? Nào các bạn. À thì ăn cái gì đây mẹ cho nào. Đi. Ra đây. Đứng lên mẹ cho nào. Đứng lên. Đứng lên đây. Lên đây. Đi. Lên đây. Đi đi đi. Con uống đi. Đây của Titi này con. Uống nữa không? Thôi cái hạt, hết đi. Xếp cao hả? Xếp cao lên nhá. Ui. Rồi. À, mẹ xếp cao rồi, mẹ cho em Titi đứng gần đây nhá. Đây. Cho Titi đứng gần. Ôi dồi con ơi, đổ.
Đi đứng gần đây nhé.